Năm nay là cái năm mà xuất khẩu kém, cả là em cũng chưa có nhiều kiến thức, về vải cũng ít này, kiến thức về xưởng cũng ít này, đúng không? Thế nên là khi mà cái lượng kiến thức của mình ít thì đương nhiên là các cho mình rồi. Bởi vì khi em làm xuất khẩu về hàng may mặc ấy thì cái lượng kiến thức của em về sản phẩm rất là cao, đúng Có không? Từ chuyện, vải vóc này, từ nhà xưởng này, từ giá cả này em phải có hết. xong là liên quan đến cả vải nữa, xem vải như thế nào. Đúng rồi, bán may mặc giờ bán thời trang mà xuất khẩu thời trang mà mình không hiểu một tí gì về vải vóc và may mặc thì bán kiểu gì? Chất liệu vải khác nhau, chỉ số vải khác nhau rất đặc biệt, Đúng, chuẩn. Chỉ số vải, chỉ số sợi khác nhau, giá khác nhau luôn. khác nhau Ví dụ luôn. như là chỉ số sợi mà càng to, ví dụ như 100, 120, mỏng dính, Dính nhưng mà mặc lên vẫn không hở. Thế mới kinh. Mà trong khi những cái chỉ số sợi được 10, 20, giá thẳng luôn. Mà khi mình biết được nào, để mà làm trọng lượng bao nhiêu, đọc trọng lượng cái là mình đã có thể biết được sợi vải là bao nhiêu rồi. Thế là khi mà kiến thức của em đủ lớn ấy, thì khi đấy em mới có thể tư vấn cho khách có hơn. công nhận chị ạ. Nhưng mà nhiều khi tư vấn kỹ quá về về chất về về kỹ thuật thì nó không hiểu lắm, cứ làm đi, làm mẫu đi, rồi đưa ra tao web đấy. À, mình thường thế nhé. Em còn một cách nữa, người ta không, nếu mà là người thương mại người ta không quan tâm sâu về kỹ thuật đâu, Đúng rồi đấy chị. kiến thức em hiểu thôi, còn lại người ta không quan tâm sâu về kỹ thuật đâu, mà người ta đưa giá target đối với những hàng giá rẻ thì người ta lại không quan tâm về kỹ thuật nhiều. Nhưng mà em lại phải có nguồn xưởng, sau đó là em sẽ làm việc với nhà xưởng, em phải mất chi phí mẫu ra dập, bởi vì người ta sẽ không ra dập miễn phí, với tính giá miễn phí cho em đâu. Nếu mà hàng làm hàng chất lượng cao thứ thì người bên đấy mẫu có thể làm thiết kế, nếu mà hợp đồng với cả giá giá sản phẩm cao thì bên nhà cung cấp có thể làm mẫu thiết miễn phí cho mình được, cũng có thể Ví dụ như ra dập xong ra mẫu ra đơn ấy là người ta sẽ không không có à. mất phí, trừ khi làm nhau làm với nhau lâu rồi mới Đúng làm. chuẩn, ngay như bên chị bây giờ những cái đơn vị mà chị vẫn có thể ra hỗ trợ ra mẫu ra dập, nhưng mà đa phần là những đơn vị mình quen, chứ còn Làm nếu lâu rồi. ra dập bình thường bên chị không ra đâu, mất thời gian lắm, Đúng rồi. ra mẫu và ra dập một mẫu, mẫu dập mất cả ngày ấy, có khi còn hơn 2 ngày 3 ngày, sau đó mới tính giả xong đưa ra giá thành thì không được. Nhiều lần thế người ta sẽ không làm, nên là thời kỳ đầu tiên nếu mà làm mình phải đầu tư chấp nhận ra mẫu và ra dập, bỏ tiền ra ấy, cho người ta làm ấy. Là thì cái thì chắc chắn rồi, quan trọng là khách thôi thì đảm bảo. Gần như là mình theo đơn cũng không phải là dễ dàng, có quá trình. Còn nếu mà em muốn kinh doanh về thời trang ấy thì ngoài cái vấn đề xuất khẩu ra, em có thể lựa chọn cho mình một cái cách kinh doanh khác, nhưng mà ít nhất em phải có cái kiến thức và kinh nghiệm nào như chị bảo với em ấy. Nếu em không có tí kiến thức và kinh nghiệm nào mà cứ lao thẳng vào thì dễ thất bại lắm. Nên là cái việc đầu tiên là em cần phải làm việc với các nhà xưởng có thông tin. Còn nếu em mà muốn kinh doanh hàng may mặc mà em cần có kiến thức trước thì tốt nhất thời kỳ đầu tiên em cứ đi làm thuê cho một số công ty ấy, để em có cái kiến thức về đấy. Là nếu em làm nội địa, quan trọng em định xác định là làm cái mảng gì trong tương lai, ví dụ mình định bán buôn, mở cửa hàng bán lẻ hay là cái gì. Còn chưa có định hướng gì thì ban đầu cứ đi làm thuê, sau đó mình sẽ có định hướng. Còn nếu chưa có định hướng mà mình cứ mở liều là lại mất tiền liều đấy. Ví dụ mình chưa có tí kinh nghiệm nào mở cửa hàng ra thì rất dễ là bị dính tiền liều, đó là cái vấn đề. Nên là mình không thể thích là mình làm được. Bây giờ mình đang làm gì? Đã đi học buổi sáng thì làm ở làng nghề thôi, em có làm nghề học tối thì nói chuyện với khách Nhưng mà đã chốt được đơn nào chưa? rồi. Bởi vì đấy, làm đấy nó rất khó. Quan trọng nhất là mình phải ra là mẫu dập và báo giá cho họ. Đó. Mà em thì bây giờ ở nhà em cũng không có cái lượng kiến thức nhiều ấy. Ít nhất là phải đi các nhà xưởng, em phải đi tận nơi. Em biết được là cái giá trung bình nó như nào. Xưởng giá rẻ nhất chị chỉ nói em như này. Một chiếc áo polo giá rẻ người ta không có 20 nghìn. Còn ví dụ như những cái hàng đẹp 30 nghìn, 35 nghìn, 40 nghìn. 30 nghìn khó. Đặt nhau như thế cơ mà. 20 nghìn bộ, những cái xưởng giá rẻ, gia công. Những cái xưởng đẹp 70 nghìn. Có xưởng của mày 100 nghìn, 120 nghìn. Lệch nhiều lắm. Nên là nếu mà em làm giá rẻ em phải đi. Em phải đi các cái khu mà người ta đang làm hàng giá rẻ. Thế chị mới nói em là nếu mà xác định là một nghề, mình phải đi như thế. Còn nếu không thì cực kỳ khó. Thế nên là mình phải xác định là cái công việc mình như nào thì bắt đầu. Chứ nếu mà không xác định công việc mình như nào thì bắt đầu mình làm thì nó khó ấy. Đấy. Còn nếu mà xác định kinh doanh hàng thời trang, mình có thể nghiên cứu một số cách để mình có thể kinh doanh hàng thời trang. Thì nếu kinh doanh phải đi làm thêm, trước tiên đi làm thêm. Đúng rồi, em phải đi làm à, em phải làm hẳn luôn ấy. Làm mình phải đắm đuối vào thì là vấn đề. Chứ nếu mà làm mà em không đắm đuối hẳn vào thì không ra vấn đề đâu.
phải vào thẳng luôn ấy, thì khi đó mình mới giải vấn đề. Nhưng chị giờ chỉ làm FOP thôi. Nhưng mà chị làm nội đi đó. Chả xuất khẩu. Thì thả. Không phải, mà cái tầm này chị vẫn đang làm xuất khẩu hả? Đang có một đơn của Nhật đấy, đang chuẩn bị vào đây. Nên cái vấn đề như này này là cái tầm giờ nó mọi năm. Thế nên là chị cũng chọn khách, chứ không phải khách nào chị cũng làm. sắp đi sản phẩm của chị là sản phẩm giá cao rồi, nói Chị chung là lên xuất khẩu nhưng mà chị cũng chỉ chơi giá cao thôi. cái số lượng ít nhưng mà giá trị là Đúng cao, còn hơn đặt chúng là nhiều rồi. giá trị thấp. Chị làm cái giá cao, nói chung là cao hẳn luôn. Nhưng mà ngược lại là mình lại nắm nót, có thời gian chỉnh sửa. Chứ đào tạo một lượng công nhân tay nghề cao giờ đi làm hàng giá rẻ, lúc phá tay nghề quay lại hàng Không, lại nếu mà hơi làm hàng giá rẻ chị này không may xử chị chứ. là trên đi ra công. Bởi vì nếu may xử mình đi lại rồi ngay học Chị có xưởng nào, chị có có thể xưởng đâu. nào về hàng giá rẻ không chị? Hàng giá rẻ thì nếu cái hiện tại mà rẻ hẳn thì chị chưa làm ai cả. Nếu mình muốn làm thì chắc là phải đi, là phải đi xem thôi, bỏ thời gian nghiên cứu thôi. Với chị thì những cái đó Thì chị cũng có một cái xưởng tệp khách hàng quen nhưng cũng dễ. thực ra chị thì dễ mà, chị muốn làm thì dễ không à. Video mình hay, cho mình xin một like ở YouTube để kênh YouTube có thể chia sẻ video được đến nhiều người hơn, và cho mình xin một sub để bạn có thể nhận được video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.